bản thân cũng như Phim cách được làm thuyết việc như minh một độc quyền nhóm. bởi Đó là thứ mà ta tới với tv2.org quần đảo bỏ hoang Pulau Abai và chặng cuối của khóa học này. Bây giờ mỗi người sẽ dựng lều trên mỗi hòn đảo khác nhau trong 3 ngày 3 đêm. Có hơn 100 hòn đảo hoang xung quanh Malaysia. Vì thế, tôi thực sự không nói nhiều và mong đợi những thứ các bạn có. Các bạn có một túi ngủ, một cái bạt, đèn pin. Các bạn cũng có một quả pháo sáng cho trường hợp khẩn cấp. Và các bạn phải báo hiệu cho thuyền chạy qua. Hiểu chứ? Chúng em sẽ làm gì trong 3 ngày này đây? Ngồi, suy nghĩ, khám phá. Hoàn toàn tùy các bạn. Mục tiêu của việc này chính là nội tâm. Đó là cơ hội để các bạn suy nghĩ về lý do tại sao các bạn ở đây ngay từ đầu. Và kiểu người bạn muốn trở thành trong tương lai. Có thể cậu không nghĩ vậy, nhưng cậu đã là một người khác so với khi tôi gặp 2 tuần trước. Cậu xuống thuyền đầu tiên, vì thế tôi sẽ đón cậu đầu tiên. Hẹn gặp tôi ở đây lúc bình minh, 3 ngày nữa, với đồ đạc đã được thu xếp rồi nhé. Này anh bạn, nhìn quanh đi. Người ta bỏ cả gia tài để tới được nơi như thế này đấy. Đây là khoảng trời riêng của cậu. Chết tiệt. Được rồi, Robinson Crusoe. Xem ông có gì nào. Này, cậu có biết dấu hiệu rõ ràng rằng Robin Crusoe là gay không? Là sao? Ờ, phải. Đây gợi ý đó mà. Không đùa đâu. Thực sự là tiến bộ cho thời đại của sức mạnh và chủ nghĩa đế quốc của xã hội phương Tây. Như là áp bức có hệ thống với văn hóa và tài nguyên của người bản địa. Chả. Chả trách cậu không làm bạn được với ai. Dù sao dựng lều cũng đẹp đấy chứ. Đạp tay nào. Đây rồi. Ôi, rửa. Không biết chúng có ruột không? Xem nào. Ôi, chết tiệt. Này, 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 không, cúp ngay. Khốn kiếp. Vâng, bỏ hoang cái con khỉ. Không kịp.
Thời khắc tuyệt vời cho bản năng sinh tồn, Toby. Thiên tài. Nghêu. Thật. Chúng đâu rồi? Gì vậy? Xin chào. Khỉ thật. Nó đâu rồi? Chết tiệt.
Này, đợi đã. Không được ở lại đây. Ra đi ngay. Được rồi. Này. Vậy cô sống ở đây sao? Có thị trấn nào gần đây à? Tôi thật sự nên ăn gì đó. Tôi đang tham gia vào chương trình Thất Lạc. Cô từng nghe chưa? Nó giống như là chương trình dành cho những đứa trẻ quậy phá. Tôi đoán thế. Dạy bạn cách liên lạc chính xác, đôi điều về phát triển bản thân và rồi vứt bạn lên một hòn đảo và bạn phải sinh tồn với thiên nhiên. Có mục đích hả? Có. Tôi nghĩ khá là ngu ngốc. Nó thực sự rất ngon. Này, ai xây cái đập này vậy? Đẹp thật. Những người giáo sĩ. Này, này, cô đi đâu vậy? Về nhà. Ồ, được rồi. Tôi có nên về lại lều không? Hay là... Không, nguy hiểm lắm. Chờ đã, xin lỗi. Cái gì nguy hiểm cơ? Này, được rồi. Chỗ này cách biển bao xa vậy? Ít ra cho tôi biết tên cô có được không? Này, khỉ thật. Hãy ở gần lửa. Rắn không thích lửa. Tên tôi là Madeline. Được rồi. Hãy ở gần lửa. Hãy ở gần lửa. Khốn kiếp.
Madeline. Là trứng hả? Trứng gà? Vui đấy. Trông tệ quá. Chỉ là... tôi nghĩ không sao đâu. Ăn đã. Lát nữa tôi sẽ lấy thuốc cho anh. Được chứ? Được. Này, có thứ gì... kiểu... động vật có sừng như kiểu mấy con dê lớn trên đảo này không? Tại sao hỏi thế? Anh thấy rồi à? Tôi không biết tôi thấy gì nữa. Vậy cô ở đây bao lâu rồi? Từ khi tôi còn nhỏ. Sao vậy, còn người khác ở đây à? Vài người. Bạn bè. Mẹ tôi. Bố tôi. Họ còn ở đây chứ? Chỉ còn mẹ tôi thôi. Bố tôi mất lâu rồi. Tôi rất tiếc. Bố tôi cũng đã mất. Tôi rất tiếc. Không sao đâu. Đây sao? Phải. Được rồi. Chúng là gì vậy? Chúng đặc biệt. Đừng ăn chúng khi mà chưa muốn đi ngủ. Tác dụng của chúng là gì? Đây. Khoan. Trời ơi, chúng gây tê. Này, khoan đã. Tuyệt. Này, chúng ta đang đi đâu vậy?
Kết nối vô hạn của máy tính. Máy tính? Nó là thứ dùng để... Mà thôi. Này, tôi phải nói với cô về ngày mai. Trời tối rồi. Cái gì đây? Hãy giữ nó bên mình, được chứ? Tại sao? Có phải thứ có sừng kia từ đây ra không? Của mẹ tôi đấy. Được rồi. Bà sẽ giết anh.
Trời ơi, cay. Chết tiệt. Không, không, không. Thôi nào.
Còn muốn đổ không? Được rồi, nhóc. Của con hết đấy. Chìa khóa vuông. Răng rụng. Xăng. Chết tiệt. Khốn kiếp. Ôi trời, này. Camera. Là cậu, Toby, cậu làm gì ở đây vậy? Tôi không thấy cay đâu. Tôi thấy có một cái xuồng, nên là... Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi chúa, lại đây, nhìn tôi này, này, này. Nhìn tôi này, không sao đâu. Ngọn hải đăng kia cả trăm năm tuổi rồi. Ngay cả khi khiến nó hoạt động. Tôi nghĩ cũng chả có thể nào tới. Ý tôi là sao họ phải tới? Tôi nghĩ nên quay về đảo của tôi. Nó chắc chắn không có gì. Tôi sẽ không bỏ cô ấy lại. Cậu nghiêm túc đấy hả? Anh bạn, chúng ta đang ở cùng những sát nhân điên rồ đấy. Cậu còn không biết chúng có ở một mình không? Tôi đã tới cả hai phía hòn đảo. Đúng vậy mà. Rõ là cậu chưa từng xem giải thoát. Chúng ta không thuộc về ngoài này. Cô ấy mắc kẹt ở đây. Giống như chúng ta. Tôi phải giúp cô ấy. Rồi, vậy thì... Đầu tiên, chúng ta sẽ vượt qua con kênh và rồi quay lại cứu cô ấy khi chúng ta đã được cứu. Cậu mới ở đây được có 6 ngày và cậu nghĩ cậu là Rambo à? Cậu định đi đâu vậy? Nhà cô ấy. Anh bạn, nghêu ăn mất não cậu rồi. Đây là khóa học sinh tồn. Nhớ chứ? Sinh tồn. Hãy rời khỏi đây khi còn có thể. Cậu định để con điên nào đó tra tấn cậu hả? Này! Tôi xin lỗi. Tôi không thể bỏ mặc cô ấy trên đảo. Tôi phải cứu cô ấy. Madeline. Này. Là tôi đây. Buông ra. Buông nó ra. Bà. Bà đã làm gì cô ấy? Ta cũng đang định hỏi cậu điều tương tự đấy. Nghe này, tôi không biết cô ấy ở đâu, được chứ? Làm mà để tôi đi, được chứ? Cậu phải nghe tôi nói. Madeline đã gặp rắc rối, nó không nên... Này, chết tiệt.
cậu không biết. Cậu đang làm gì đâu? Tôi biết đủ rồi. Tôi biết bà đã giết Cay. Chắc hẳn bà cũng đã giết chồng bà. Không, bà giam cầm con gái mình trên hòn đảo và nhồi nhét cho cô những thứ mớ vẩn. Quyền bởi TV2. Tôi chỉ đang cố giữ mọi người tránh xa. Tôi không giết họ. Vậy ai giết Cay? Hả? Ai đã giết cô ấy? Là nó giết. Là nó giết hết đấy. Không. Không, bà điên rồi. Ông ấy đã cố cảnh báo chúng ta. Có thứ gì đó luôn ở đây, được xoa dịu bởi vật tế. Bọn tôi đã không hiểu. Tôi đang muốn là một vật chủ phù hợp. Nó chỉ là một cô bé. Con bé không buông tha cho bất kỳ ai. Trừ tôi ra. Hãy lấy những thứ này để kiềm chế nó. Và nó không thích ánh sáng. Cậu không được để con bé rời khỏi hòn đảo. Toby. 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 Toby, có phải cậu đấy không? Who is it? Ai đấy? Toby, thôi nào anh bạn.
Anh đã làm gì? Tôi... Madeline, tôi... Tôi làm thế vì chúng ta. Cuối cùng chúng ta cũng có thể sống cùng nhau rồi. Sao vậy? Không có gì. Được rồi nhóc, của con hết đấy. Gạt cần đi.
Martelly.
Này! Tên thuyền là gì?